Hello, welcome back. Clip này thì mình sẽ gửi đến các bạn 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là Chôn Quét Hollow. Chúng mình cùng đi khám phá nào. Chơi từ level 1. Bạn kéo xuống. Màn 2 này thì các bạn xoay đầu con búp bê liên tục. Vút lên trời. Các bạn ấn chỉ vào mũi này. Rất đơn giản thôi. Ok. Sang lên vào thứ tư. Cho rằng ấn dị vào cái cốc này. Tiếp tục. Xong ấn vào cái con đang ở trên bàn này. Tiếp theo là mình sẽ ấn vào người đàn ông này. Là ấn vào cổ của gã mặc áo đen. Vút xuống. Vút mặt xuống. Ấn dị vào người đàn ông này. Sau ấn vào cô gái. Tiếp tục ấn dị vào con sói. Các bạn có thể nhìn thao tác này của mình và học theo nhé. Khởi động máy cưa này. Ấn vào mông của con Malakai. Ấn vào cái mặt à, ấn vào cái mông này. Màn này thì level 10 này thì các bạn vuốt lên trời. Thế là xong. Ấn dị vào cái tên mập này. Các bạn ấn dị vào cái xe. Tiếp tục một lần nữa. Khi nào hiện lên cái máy khoan này, các bạn ấn vào bên cạnh đây. Ấn dị vào cốc cà phê này. Sau đó ấn vào chàng trai. Các bạn vuốt sang, xong lại vuốt lại. Ấn vào đùa đùa đây. Các bạn ấn liên tục vào cái gian này. Sau đó ấn dị vào người đàn ông. Ở level 16 này thì các bạn vuốt lên, sau đó vuốt xuống. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Betty. Cùng đi khám phá tựa game này nào. Tựa game này thì mình cũng hơi là rối mắt, nhưng mà chơi một lúc thì các bạn sẽ quen thôi. All right, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Chúng ta di chuyển đến cỗ máy này. This lift could use a few dry cells. Sau đó chúng ta nhập hai nguồn năng lượng. 1, 2. Ta xếp hai nguồn năng lượng vào đây. Chúng ta khởi động của máy. Một cỗ máy sẽ hiện lên. Ok, chúng ta cùng di chuyển sang bên căn phòng kế bên này. Cánh cửa dần được mở ra. Và chúng ta đi vào rẽ phải. Tiếp tục rẽ phải vào căn phòng này để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Okay. Đây có quyển sách này, cái cơ lê và một cái bánh răng, lọ mực và cái đĩa CD con gấu bông. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập 6 cái món này. Mình sẽ đi nhặt cái cơ lê đầu tiên.
con gấu bông Mandy này. Nhảy kiểu cương thi các bạn ơi. Chúng ta xuống căn phòng này và lấy một cuốn sách. Chúng ta trở lại căn phòng nơi cỗ máy hiện ra. Lấy đi cái bánh răng. Đây, cỗ máy đang hoạt động đây. Trong căn phòng này phát ra tiếng nhạc. Chúng ta mở cửa vào và lấy đi một cái đĩa CD. Ok. Tìm lọ mực. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay. Set one of them. Okay, that's all of them. Được 6 vật phẩm rồi. Giờ thì chúng ta quay trở lại căn phòng nhận nhiệm vụ lúc nãy và đặt 6 vật phẩm đó lên từng cái trụ này. Cuốn sách này, cờ lê này, cái bánh răng này, lọ mực này, đĩa CD này và con gấu bông. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Chúng ta quay lại cái phòng bên này. Cái phòng bên này là cái phòng có chứa cái máy chiếu. Chúng ta khởi động một cái van. Ok, máy chiếu đã được bật lên rồi. Chúng ta bật cái van. Nước bắt đầu trào xuống. Quay trở lại căn phòng. Khi nãy chúng ta nhận nhiệm vụ lại. Rồi chúng ta nộp nhiệm vụ vừa xong. Chúng ta khởi động. Ready. Quay lại căn phòng có cái máy kéo lên từ lòng đất. Sau đó đến câu chuyện tiếp theo thì mời các bạn cùng theo dõi nha. Sẽ có một con quái vật hiện ra. Sau khi con quái vật hiện ra thì bắt đầu chúng ta tiến hành nhiệm vụ. Cánh cửa được đóng xuống. Đi theo nguồn nước đang hút dần xuống. Đi đâu? Chúng ta mở van đến đó. Chúng ta cần mở 3 cái van và chúng ta đã mở một cái. Cái thứ 2. Và đây là cái thứ 3. Phá đi từng cái tấm gỗ đang đóng vào. Còn căn phòng bước vào trong đây. Ok, chúng ta đã hoàn thành chapter 1 của game Bendy rồi. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Scarichin.
Chapter 1. Chapter 1. Level 1. Móc này đi. Sau đó tiến lên cái thang này. Next, level 2. Mình cần phải gõ nhập password để bước qua cánh cổng này. Password là 12 nha các bạn. 1, 2. Ok, 1, 2. Enter. Mình đã bước được vào bên trong ngôi nhà. Level thứ 3 này thì chúng ta sẽ bắt cái thang để lấy một chiếc chìa khóa. Good job. Tiếp theo level 4. Chúng ta dùng cái 7 này. Vào căn phòng này, nhặt quả bóng bay này. Đây, file này thì chúng ta sẽ vào một căn phòng, dùng chiếc chìa khóa nãy chúng ta bắt thang lên đấy để mở cửa một cái tủ. Sau khi mở cái tủ, chúng ta sẽ lấy được quyển sách. Quyển sách này, quyển sách ma thuật. Ok. Sau khi lấy quyển sách ma thuật thì chúng ta tiến lên cửa, ném cái quả bóng bay xuống. Ném xong thì chúng ta lùi lại, đứng vào cái góc nhà. Con bê là sẽ vào đấy. Đấy, con bê đã xuất hiện rồi. Đã hoàn thành rồi. Rồi ok, mình sẽ chuyển cho tựa game tiếp theo, đó là Cafe Ice Cream Story. Tựa game này thì mình cũng chỉ đi lướt qua thôi vì mình đã chơi ở những video lần trước rồi. Mình giới thiệu lại cho các bạn. Những bạn nào chưa biết thì có thể khám phá tựa game này. Bạn nào biết rồi thì có thể chơi lại hoặc bỏ qua. Sẽ bắt đầu từ level 3 đi. Kem đóng băng. Nhiệm vụ của mình là phải chạy thật nhanh đến cái điểm đã được định vị đằng kia. Tên này hắn chưa phát hiện ra mình. Chúng ta cũng tiếp tục chạy đến một cái điểm mà đã được định vị sẵn. Có một mụ bánh kem đang đuổi theo. Sau đó hạ sát 3 cái tên đang canh giữ cổng. Ok, các bạn cùng theo dõi mình thực hiện nhiệm vụ này nha. Đấy, khẩu súng đây rồi. Mình sẽ tiến đến và lần lượt hạ sát 3 tên này. Gã hình này trước nha. Wow, hắn đã phát hiện ra mình rồi. Một tên. Hai tên. Tên này không biết có cái gì xảy ra.
Ok, sẽ chuyển qua tự nhiên tiếp theo. Lock Studio. Wow. Mình sẽ chọn cái máy cưa này đi. Oh no, không ăn kịp rồi. Lại nào. Tiếp tục là cái máy cưa. Đi rồi. Hết tất cả mọi người đây. Thầy giáo này. Cưa luôn. Bảo vệ này. Cưa luôn. Wow, bị hạ sát luôn à. Mình sẽ chọn cái chìa khóa thông minh này đây. Wow. Mọi người tìm đến à. Quá hào hồ, thành món nhậu của người ngoài hành tinh luôn các bạn ơi. Sẽ chọn cái búa này đi. Có vẻ là không được rồi. Tiếp theo chọn thuốc nổ xem nào. Xem ra cuộc trốn học này thật là khó khăn này. À, lộ thêm đó à. Đây là chọn gì này. Sẽ chọn điện thoại đi. Wow, đã là chiến thắng rồi các bạn ơi. Chìa khóa xem. Ok, hai lần rồi thì thắng liên tiếp rồi. Còn cái dây của cái móc câu này mình chưa thử này. Một vật phẩm nữa đó là cái chắc là máy tên này. Ở ngoài sẽ đi đâu đây. Wow, chúng ta đang ở sao này. Wow, ok, mình sẽ chuyển qua tự game tiếp theo, đó là Lego Mars. Ok, xin lỗi thôi. Trời ơi, này đã. Chúng ta
không thể phá được cái ô tô góc sập này nữa. Tiếp theo đó là tựa game Assassin. Thận trọng một chút. Mong phục luôn. Ok. Vẫn còn à. Đã quyết định mong tên. Start game. Wow, ẩu quá. Đây à. Cái này luôn. Và tên được cái một cái thì giải quyết nốt. Một cái chìa khóa này. Mình sẽ đi sang đây lấy chìa khóa trước. Thank you.
tí nữa tôi trực diện luôn. Ok, tiếp tục level tiếp theo. Start game. Ok, mình đã hạ sát được 6 tên rồi. Mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng của video này. Phù. Tựa game ma của nước B của Nhật Bản. Okay. Chơi được game này chúng ta phải đòi sự tập trung một chút. Ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn, nhớ like và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Ok, goodbye.